Quý vị đã đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền IBC TV trên các băng tần 57.19 và 16.12 ở hai miền Đông Bắc California. Trên băng tần 27.7 được phát hình tại Houston, Texas, cũng như trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối ngày hôm nay, xứ ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Federal cắt giảm lãi suất 0,5%, trích dẫn niềm tin lớn hơn về lạm phát. Ông Trump cho biết việc Fed cắt giảm lãi suất cho thấy nền kinh tế đang rất tệ. Venezuela sẽ ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Milei vì vụ trộm máy bay liên quan đến Iran. Cảnh sát tin rằng đã tìm thấy thi thể kẻ xả súng trên đường cao tốc Kentucky. Lực lượng tuần duyên công bố đoạn phim dưới nước về sát tàu ngầm Titan trước phiên điều trần quan trọng. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên từ Hoa Kỳ qua phần trình bày của xứ ngôn viên Vũ Quang Vinh. Fed cắt giảm lãi suất 0,5%, trích dẫn niềm tin lớn hơn về lạm phát. Theo Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 0,5% vào hôm ngày thứ Tư, bắt đầu cho những gì được kỳ vọng là một sự nới lỏng chính sách tiền tệ ổn định với mức giảm lớn hơn bình thường về chi phí đi vay sau sự lo lắng ngày càng tăng về sức khỏe của thị trường việc làm. Các nhà hoạch định chính sách trong Ủy ban thiết lập lãi suất của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cho biết trong tuyên bố mới nhất của họ, Ủy ban đã có được sự tin tưởng lớn hơn rằng lạm phát đang tiến triển bền vững hướng tới 2% và đánh giá rằng rủi ro để đạt được mục tiêu việc làm và lạm phát của mình là tương đối cân bằng. Tuy nhiên, việc này đã gây ra sự bất đồng quan điểm từ thống đốc Michelle Bowman, người chỉ ủng hộ việc cắt giảm 0,25%. Các nhà hoạch định chính sách thấy lãi suất chuẩn của Fed sẽ giảm thêm 0,5% vào cuối năm nay, thêm 1% nữa vào năm 2025 và thêm 0,5% vào 2026 để kết thúc ở mức 2,75% đến 3%. Điểm cuối phản ánh mức nâng cấp nhẹ từ 2,8% lên 2,9% trong lãi suất quỹ liên bang dài hạn được xem là lập trường trung lập không khuyến khích cũng không ngăn cản các hoạt động kinh tế. Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng sau khi công bố tuyên bố và cập nhật dự báo kinh tế hàng quý, trong khi đồng Mỹ kim. Ông Trump cho biết việc Fed cắt giảm lãi suất cho thấy nền kinh tế đang rất tệ. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump bình luận về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ rằng điều này cho thấy nền kinh tế đang rất tệ hoặc có thể Fed đang chơi trò chơi chính trị. Ông cũng đã đưa ra bình luận này trong chuyến thăm một quán bar theo chủ đề tiền điện tử tại Manhattan, nơi ông đã được hướng dẫn sơ qua cách giao dịch Bitcoin và ký tặng đồ lưu niệm cho những người bảo trợ. Ông cho biết ông có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Hoa Kỳ vào tuần tới phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến của Nga tại quốc gia của ông ta. Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy an toàn sau nỗ lực bị ám sát thứ hai rõ ràng hay không, ông Trump ca ngợi sở mật vụ và cho biết ông không để mình bị hạn chế vì những mối đe dọa đối với sự an toàn của chính ông. Ông cũng ca ngợi quyết định vào hôm thứ Tư của Liên đoàn. Venezuela sẽ ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Milei vì vụ trộm máy bay liên quan đến Iran. Bộ Công tố Venezuela đã công bố vào hôm thứ Tư nói rằng lệnh bắt giữ đang được chuẩn bị đối với Tổng thống Argentina Javier Milei và hai viên chức khác vì bị cáo buộc đánh cắp một chiếc máy bay do Argentina tịch thu có liên quan đến Iran. Bộ trưởng Tư pháp Tarek Saab đã giao cho hai công tố viên ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Milei, thư ký Tổng thống Karina Milei và Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich. Các viên chức này bị buộc tội trộm cắp và tháo dỡ một chiếc máy bay Boeing 747-300 bị tịch thu mà Argentina đã tịch thu tại Buenos Aires vào năm 2022, nghi ngờ nó có liên quan đến các nhóm khủng bố quốc tế. Chiếc máy bay đã được Argentina bàn giao cho Hoa Kỳ vào hôm tháng 2. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ cho biết chiếc máy bay Boeing 747-300 xuất xứ từ Hoa Kỳ phải chịu lệnh trừng phạt vì việc bán máy bay này từ Mahan Air của Iran cho Entrasu vào năm ngoái, một phần của Liên đoàn Công nghiệp Hàng không và Dịch vụ Hàng không Venezuela Conviasa, vi phạm luật xuất cảng của Hoa Kỳ.
Cảnh sát tin rằng đã tìm thấy thi thể kẻ xả súng trên đường cao tốc Kentucky. Nhà chức trách cho biết vào thứ Tư, họ tin là họ đã tìm thấy thi thể của nghi phạm trong vụ xả súng ngày 7 tháng 9, khiến 5 người thiệt mạng ở đường cao tốc Kentucky. Cảnh sát Kentucky dẫn đầu cuộc truy lùng nghi phạm Joseph Couch, 32 tuổi, xác định được danh tính sau khi tìm thấy xe ghi danh cho anh ta và khẩu súng trường kiểu AR gần nơi xảy ra vụ xả súng, cách thành phố London, đông nam Kentucky chừng 8 dặm. Ủy viên cảnh sát tiểu bang Kentucky Philip Burnett Jr. đã nói, cảnh sát và hai người dân đã tìm thấy thi thể trong bụi rậm sâu phía sau Exit 49 tại quận Laurel. Ông Burnett Jr. cho biết có những vật dụng liên quan tới thi thể mà hiện nay chúng tôi cảm thấy là Joseph Couch, đồng thời nói thêm thi thể được gửi tới Frankfurt để nhận dạng. 5 người bị thương trong vụ xả súng nhưng đang trong tình trạng ổn định. Nạn nhân thì bị bắn vào mặt và một người khác thì bị bắn vào cánh tay. Lực lượng tuần duyên công bố đoạn phim dưới nước về xác tàu ngầm Titan trước phiên điều trần quan trọng. Ủy ban điều tra hàng hải MBI của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã công bố đoạn phim ám ảnh về xác tàu ngầm Titan nằm rải rác trên đáy đại dương. Dưới phiên điều trần kỹ thuật theo lịch trình tại North Charleston, Nam Carolina, đoạn băng hình do Pelagic Research Service cung cấp ghi lại hình ảnh mái vòm phía sau, vành đai phía sau, phần còn lại của thân tàu và mảnh vỡ sợi carbon từ chiếc tàu ngầm xấu số. Bằng chứng góp phần đưa ra kết luận chắc chắn rằng tàu Titan đã gặp tai nạn thảm khốc, khiến cả 5 người trên tàu bị thiệt mạng. Đoạn phim được quay bằng phương tiện điều khiển từ xa ROV cho thấy hậu quả thảm khốc của thảm kịch. Những mảnh vỡ của thân tàu nằm rải rác trên đáy biển như thể bị xé toạc ra bởi áp lực rất lớn. Trong khi các nhà điều tra tiếp tục ghép nối chuỗi sự kiện, gia đình các nạn nhân đang chờ đợi lời khai sắp tới, hy vọng có câu trả lời để khép lại vụ này. Phiên điều trần của MBI bắt đầu vào hôm thứ Tư sẽ tập trung vào bằng chứng kỹ thuật liên quan đến thiết kế và giao thức an toàn của tàu ngầm. Theo các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau dự kiến sẽ làm chứng, làm sáng tỏ các yếu tố tiềm ẩn có thể góp phần gây ra thảm họa này. Thưa quý vị, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để tường trình đến quý vị một số những tin tức liên quan tới vụ nổ xảy ra trong đám tang miền Nam Lebanon ra sao. Vẫn còn nhiều câu hỏi về an ninh tại Mali một ngày sau cuộc tấn công của phiến quân. Và chúng ta tới với bà Trương Mỹ Lan ra tòa lần thứ hai. Và cháy rừng tại Bolivia tiếp tục tàn phá những trang trại và gia súc. Kính mong quý khán giả tiếp tục đón xem.